Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 10 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là gọi là mệnh đề kéo theo. Mệnh đề kéo theo là gì? Thì kéo theo là gì? Đây đúng. Kéo theo hàng ngày có khả năng là đúng hoặc sai. Nhưng khi xét về quá trình thì phải xét về hai cái. Ví dụ như tôi một công việc mà có hai người làm. Người này làm đúng cả người này làm trước nè, người này đúng thì người này sẽ rơi vào trường hợp là đúng hoặc sai, đúng không ạ? Còn người này làm sai chắc chắn là cái hàng ngày sẽ rơi vào trường hợp là bắt buộc phải làm sai. Các bạn hiểu không ạ? Đó là gọi là một công việc mà được tách ra làm hai người làm, nhưng cái người đầu tiên, khi người đầu tiên đúng, hình dung nè, cả công việc được chia làm hai người, một người hai người hàng ngày làm đúng, thì hàng ngày có khả năng làm sai hoặc làm đúng. Còn nếu hàng một làm sai thì cho dù cái hàng ngày có làm đúng cỡ nào, cái hàng số 2 có làm đúng cỡ nào thì nó cũng phải sai. Tại sao? Rất đơn giản, tại thằng đầu làm sai rồi giao cho thằng thứ hai thì đương nhiên phải sai rồi, chứ mà thằng thứ hai ở không đâu mà chỉnh lại của thằng thứ nhất. Người ta gọi là dây chuyền sản xuất công nghiệp, là từ anh này qua anh này qua anh này qua anh này, khi nào sai chỗ nào, sẽ sai công đoạn nào thì người ta sẽ biết người đó sai. Người ta kiểm tra sản phẩm, ví dụ như làm một cái áo thì thứ nhất người cắt nè, người đo, người cắt, người may, vân vân và vân vân, thì sai bộ phận nào thì người ta sẽ biết bộ phận đó bị làm sai. Ví dụ như mang cái áo lên, tôi thấy cái cắt nó bị hơi bị gì nè, vậy là cái công đoạn cắt bị sai. Cái gì không, rất đơn giản, đó gọi là di truyền. Vậy nói nôm na, mệnh đề kéo thi là mệnh đề nếu thì nếu b thì quy, hoặc là b kéo theo quy, hoặc là từ b suy ra quy. Nhìn như đây, người ta nếu mà có từ nếu thì kéo theo, hoặc là từ đây suy ra, thì người ta gọi đây là mệnh đề kéo theo. Vậy là mệnh đề kéo theo, ví dụ nếu 1 cộng 2 bằng 3 thì kết quả là số mấy ạ? Số 3 là số tự nhiên. Ổn không ạ? Nếu 1 cộng 2 bằng 3 thì 3 là số tự nhiên. Vậy mệnh đề kéo theo sẽ rơi vào những cái trường hợp nào? Thứ nhất, B đúng. Kéo theo quy sai, thì đây gọi là mệnh đề kéo theo dấu suy ra sai. Nếu b đúng, thôi để mình lấy cái bảng cho dễ nha. Ví dụ cái bảng này b nè, quy nè, rồi mệnh đề kéo theo được ký hiệu bằng dấu suy ra, b suy ra quy. Rồi trường hợp thứ nhất, b đúng quy sai, thì mệnh đề kéo theo nó sai, được chưa? Cả dây chuyền sai, nói vậy đi, cả một cái dây chuyền nó sai. Thằng B đúng mà quy sai thì cả dây chuyền nó bị sai. Tiếp, B đúng quy đúng thì nó sẽ xảy ra đúng, còn B sai mà thằng quy có làm đúng hay sai thì nó đều đúng sai. Đây đúng thì cũng đúng. Vậy mệnh đề kéo theo sai chỉ duy nhất một trường hợp, đó là B đúng quy sai. Cái này giống cái gì ạ? Giống hay nói nôm na là cái đề thi á mấy bạn. Cái đề thi á, B là cái đề nè. B là cái đề thi, cái đề. Còn đây là cái lời quy, là chính là lời giải của bạn mấy bạn á. Nếu mà đề đúng mà bạn giải sai thì nó đề đúng mà các bạn giải sai thì nó sai thôi,
Còn đề sai bạn có, dù bạn có giải đúng hay giải sai thì người ta vẫn cho điểm thôi các bạn. Các bạn hình dung như vậy đó. Vậy mệnh đề kéo theo chỉ có duy nhất trường hợp sai, đó là đề đúng giải sai vậy thôi. Và để giải được đề thi, muốn giải được đề thi thì bạn phải có cái đề. Vậy cái đó là cái điều kiện, người ta ghi là điều kiện B, gọi là điều kiện đủ. Điều kiện đủ. Đủ là gì? Có nó tôi mới giải, chứ không có nó sao tôi giải, gọi là điều kiện đủ. Còn quy gọi là điều kiện cần. Điều kiện cần. Điều kiện cần là gì? Có đề rồi mà bạn không giải, làm sao tôi biết chấm điểm? Vậy thôi. Đó. Điều kiện cần. Đó. P được gọi là điều kiện đủ. Quy được gọi là điều kiện cần. Đủ là có nó tôi mới biết làm cái gì, gọi là điều kiện đủ. Còn quy là điều kiện cần, có nó tôi mới chấm điểm được, nên tôi phải cần nó. Vậy thôi nha các bạn. Rồi, đó là mệnh đề kéo theo nha các bạn. Các bạn nào mà có vướng mắc gì các bạn có thể comment nha, mình sẽ hướng dẫn lại sau. Hoặc là các bạn có những bài tập nào liên quan về mệnh đề á, thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ giải đáp nếu mà mình biết làm nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.